Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rất là nhiều vị Phật tử hôm qua tới giờ chúng ta cũng niệm Phật để đưa tiễn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không An Sư. Quý vị có để ý được cái điểm quan trọng mà Ngài thị hiện nhắc nhở chúng ta khi cuối cùng giảng một bài pháp không lời, quý vị có để ý chỗ nào? Cái chỗ là Ngài giảng kinh thuyết pháp và giảng về tịnh độ, kinh Vô Lượng Thọ giảng mười mấy lần, chú giải Vô Lượng Thọ giảng cũng bốn năm lần, tạo nhân duyên công đức khắp nơi trên toàn thế giới, làm những việc mà người khác không làm được. Đại Lão Hòa Thượng đúng là làm những việc người khác không làm được, nhưng khi cuối cuộc đời giảng lại bài pháp nữa cho chúng ta, hạ xuống nhất luôn để cho chúng ta nhận thức. Đó là bài pháp gì? Từ khi Đại Lão Hòa Thượng giảng sanh lúc 2 giờ sáng hôm qua mà hộ niệm cho tới bây giờ là 5 giờ 20 rồi vẫn còn hộ niệm. Muốn giảng cho chúng ta một bài pháp rằng ta có thể đi sanh tử tự tại nè, nhưng mà phải thị hiện giống nhân sinh, là cũng già cũng bệnh rồi đi. Và khi ra đi thì hàng đệ tử của ta hộ niệm cho ta, niệm Phật đưa tiễn ta còn hơn những người bình thường, trong khi ta có thể sanh tử tự tại. Nhưng nếu ta làm cao vọng quá, người đời sau này nói rằng hòa thượng như vậy mới là vãng sanh, họ đặt tiêu chuẩn như vậy thì ai làm theo nổi? Nếu như cuối cuộc đời của ta mà trang trí rồi nhìn hình ảnh rồi cắm hoa hòm gương này kia rồi quá dữ dằn, mà niệm Phật thì không có bao nhiêu, chỉ chú trọng hình thức, vậy thì người đời sau này làm theo y rang như vậy nữa? Tại sức ảnh hưởng của Ngài quá lớn toàn thế giới quý vị. Bây giờ Ngài thị hiện quý vị coi, nằm chỉ một cái đơn đơn giản thôi, ở dưới là một miếng vải trải cho Ngài nằm, mà miếng vải trải mà thấy có những khía cạnh chưa được ngay ngắn. Ngài nằm lên đó có đắp cái mền quang minh, rồi bốn chúng đệ tử cư sĩ nam nữ xuất gia tăng ni, bốn chúng đệ tử xây khuyên hộ niệm đưa tiễn Ngài. Tại vì Ngài lúc bình thường khuyên người niệm Phật, bây giờ mình á báo đáp lại ơn Ngài là niệm Phật đưa tiễn Ngài, giống như một người chúng ta quý trọng. Khi sắp sửa đi đến nơi nào, chúng ta đứng hai bên đường đưa tiễn họ. Còn bây giờ Ngài khuyên mình niệm Phật, mình đưa tiễn Ngài bằng câu A Di Đà Phật, nhiệt tình hết lòng đưa tiễn. Từ 2 giờ sáng hôm qua mà cho tới bây giờ là 5 giờ 25, người ta vẫn say khuyên hộ niệm, một câu Phật hiệu niệm, niệm đến cùng. Rõ ràng không? Không có hình thức gì, không có làm điều gì thêm nữa hết, chỉ có đúng câu Phật hiệu. Không lẽ bây giờ tất cả những vị ở Tịnh Tông người ta không hiểu, mà tại sao người ta chỉ có một câu Phật hiệu? Vì di ngôn của Hòa Thượng là một câu Phật hiệu. Điểm mấu chốt quan trọng là câu Phật hiệu.
Nên đưa tiễn ngài chỉ có một câu Phật hiệu. Từ hôm qua tới giờ quý vị coi để ý phải rõ ràng, chỉ có niệm một câu Phật hiệu chân thật niệm không? Mà bên đó ta niệm chậm chậm. Còn ở Việt Nam chúng ta, hàng Phật tử vào hộ niệm rất là đông. Cái điều hộ niệm của cư sĩ Diệu Âm, điều hộ niệm của cư sĩ Diệu Âm là cái điều hộ niệm rất phù hợp cho người Việt Nam chúng ta. Cũng ở chùa mình hộ niệm đối đáp gì luôn, giống hệt gì. Những đứa cũng ngồi niệm chung, những đứa thấy ngài cư sĩ Diệu Âm niệm rồi chúng niệm theo, rất có lực nha quý vị. Niệm cái tiếng của ngài thì hơi khâu khao, nhưng ngài niệm khi niệm theo có lực, đối đáp cái kiểu đó có lực niệm hơn. Còn cái điệu niệm mà chậm quá thì làm cho người ta hôn chậm. Những đứa ngồi hộ niệm thử, cái điệu hộ niệm chậm ở bên Tịnh Tông và niệm cùng với cái điệu hộ niệm ngài cư sĩ Diệu Âm giống ở chùa mình luôn nè, chùa mình cũng niệm vậy luôn, thì niệm nó rất là có lực, niệm nó rất phù hợp với người Việt Nam chúng ta. Miễn sao phù hợp là đặc biệt rồi quý vị. Hộ niệm từ 2 giờ sáng hôm qua tới bây giờ niệm suốt luôn. Quý vị coi, đó là bài pháp ngài để lên cho chúng ta nhận thức một câu Phật hiệu chân thật nên niệm. Tu bao nhiêu chục năm làm những việc người khác không làm được, một vị lão sư khắp nơi trên toàn thế giới đều tôn kính ngài như một vị Phật sống. Ngài có thể ra đi tự tại an tường, nhưng mà tại sao ngài thể hiện như vậy? Vì phải nhớ, chỗ thể hiện của ngài là một cái tâm đại từ đại bi. Người đời sau này là người niệm Phật nên làm theo cái chuyện đơn giản như vậy đó. Khi người thân mình yếu đi thì cứ niệm Phật tới cùng. Mình là người niệm Phật, khi cặn tư nghiệp đừng có nghĩ đến cái chuyện thuốc và bác sĩ. Tất cả những người đệ tử chân thật làm điều này đi, đối với thầy của mình. Niệm Phật đưa tiễn. Đến thế gian này không có buổi tiệc nào mà không tàn, không có một cái nhân duyên nào đến đây mà cuối cùng không xa nhau hết quý vị à. Có thương nhau cách mấy cuối cùng chúng ta cũng xa nhau. Phải nhớ cái nguyên lý này. Khi hiểu được cái nguyên lý này rồi thì quý vị cố gắng chân thật mà niệm Phật, hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Mình rất là tôn kính ngài, mình rất là quý trọng ngài, bao nhiêu lời giảng dạy của ngài mình chân thật nghe lời theo. Và cái bài pháp cuối đời của ngài mình nên nhìn nhận sâu sắc để mà mình học. Nên ở chùa mình cũng vậy, khi các cụ yếu là cứ niệm Phật, các cụ mất đi cứ một câu Phật hiệu chân thật niệm. Một câu Phật hiệu chân thật niệm mỗi ngày là khai thị quan trọng nhất. Mỗi ngày những đức đều nói một câu ai Phật niệm đến cùng, gây dựng tín nguyện cho các cụ niệm Phật. Đây là chuyện khai thị lúc còn sống rõ ràng. Còn khi mất đi chỉ có một câu Phật hiệu chân thật mà niệm. Một câu Phật hiệu này thù thắng lắm. Trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm, quý vị cứ yên tâm đi. Lời khai thị của mình bằng diệu pháp âm không? Đó là bài pháp đặc biệt mà quá đại từ đại bi để lại cho chúng ta. Đại lão Hòa Thượng Hải Hiền, Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không tán thán hết lời chỉ mình nên học theo. Không biết chữ, một câu Phật hiệu chân thật niệm. Cuối cuộc đời cũng là gì? Thị hiện. Cũng đâu có nói là giờ dắt gì đi đâu. Các ngài quá phi thường rồi, bây giờ các ngài chỉ thị hiện ngầm thông Phật chí cho chúng ta nhìn nhận thôi. Khi ra đi rồi, ngài để là toàn thân xá lợi. Tại vì Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không hoàn toàn tán thán Hòa Thượng Hải Hiền, mà nói rằng tôi bái Hòa Thượng Hải Hiền làm thầy, khuyên tất cả những người niệm Phật nên học theo Hòa Thượng Hải Hiền. Đã là tán thán hết lời như vậy. Và Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng chắc chắn rằng khi mấy năm sau mở tháp ra là Đại lão Hòa Thượng Hải Hiền cũng là toàn thân xá lợi. Thật sự rõ ràng toàn thân xá lợi. Tới Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không thị hiện thì đơn giản một chút. Cả đời phần nhiều giảng kinh thuyết pháp,
thông hiểu Phật pháp rất nhiều, hiểu biết rất nhiều. Cũng như một vị tuyên luật sư, vị đại lão ở thượng lớn, ngài nói một câu rằng: cả đời của tôi học về kinh giáo, học rất nhiều, học cùng với các vị thầy thật tu, học nhiều lắm về các pháp đại thừa, học nhiều lắm. Nhưng bây giờ nếu như muốn giảng sanh thì cực lạc là phải học dốt, không biết gì nữa hết. Nên ai hỏi tôi về pháp này pháp kia, tôi nói tôi không biết, trong khi tôi đã từng học qua hết rồi, nhưng tôi nói tôi không biết. Nếu như ai hỏi tôi về pháp môn tịnh độ và niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tôi sẽ nói. Khi chúng ta nghe công đoạn này thì quý vị suy nghĩ qua cái việc của đại lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài cũng là thông tông, thông giáo, giảng bao nhiêu là kinh sách. Thì hiện cuối cuộc đời, thì hiện cuối cuộc đời, nếu so sánh thì không bằng đại lão Hòa Thượng Hải Hiền, phải không quý vị? Để ý chỗ này nghe. Đây là tâm đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát nè. Không bằng đại lão Hòa Thượng Hải Hiền, đúng không? Chứ làm sao ngài hơn Hòa Thượng Hải Hiền được? Trong khi chính miệng ngài lúc còn sống ngài đã nói rõ ràng là ngài bái Hòa Thượng Hải Hiền làm thầy, khuyên tất cả mọi người nên học theo Hòa Thượng Hải Hiền. Vì cái việc này là tam căn phổ độ, phàm thánh tề thâu ai cũng làm được, đúng không? Còn cái việc làm của đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng kinh giáo từ kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang, rất nhiều kinh giáo ngài giảng qua hết, giảng tịnh độ kinh thì rất nhiều. Thì cái việc này quý vị coi mấy người làm được? Quý vị coi cả thế giới này luôn, mấy người đi xuất gia làm được như những việc Hòa Thượng Tịnh Không làm? Nên quý vị phải nhận thức cho sâu sắc tại sao ngài chỉ điểm là chúng ta nên học Hòa Thượng Hải Hiền, vì đó là quá đại từ đại bi. Mà sao ngài không kêu chúng ta học ngài? Chúng ta nên nhận thức dưới khả năng mình mà làm, hiểu không? Nhận thức dưới khả năng mình mà làm. Nếu kêu hoàn toàn học ngài thì nhiều người bó tay làm được, nhưng kêu học Hòa Thượng Hải Hiền thì thượng trung hạ đều làm được. Phật Bồ Tát đến thế gian độ sanh không có cần cái ngã cái ta của mình nữa, chỉ cần lợi ích cho chúng sanh thì là được rồi. Thì cái tấm gương của Hòa Thượng Hải Hiền là đúng lợi ích cho chúng sanh. Bậc thượng, bậc trung, bậc hạ đều là tu như vậy được hết. Mà căn tính chúng ta thờ mạt pháp này là hạ căn phần nhiều hết, phần nhiều toàn là hạ căn, phần nhiều toàn là hạ căn. Nên cái việc mà chỉ điểm học Hòa Thượng Hải Hiền là quá tuyệt vời. Cái bài chia sẻ này quý vị nên chia sẻ rộng ra đi quý vị, nên chia sẻ rộng ra. Tại vì bài chia sẻ này là bài chia sẻ có một con người, họ ở một nơi họ niệm Phật, họ cũng chưa từng đi tìm hiểu học tập ở đâu, tự nhiên họ nhận thức ra cái việc đại lão Hòa Thượng Tịnh Không là ngài đại từ đại bi. Quý vị coi, ngài hoàn toàn ngài buông ngài xuống để ngài đưa Hòa Thượng Hải Hiền lên. Vì sao? Vì chúng sanh trong thời mạt pháp, ngài nói rằng là tấm gương Hòa Thượng Hải Hiền là thị hiện giúp cho chúng sanh trong thời mạt pháp. 9000 năm này tấm gương Hòa Thượng Hải Hiền là học theo thành tựu, học theo thành tựu. Còn học theo Hòa Thượng Tịnh Không chưa chắc thành tựu. Vì sao? Vì quý vị chưa chắc làm được. Ai mà làm được cái việc như ngài làm? Chỉ có Phật Bồ Tát đến mới làm được. Nên ngài thể hiện ra đi thì phải không bằng Hòa Thượng Hải Hiền. Quý vị nhìn thấy rõ ràng, không bằng Hòa Thượng Hải Hiền. Hòa Thượng Hải Hiền sống tới 112 tuổi, đào đất trồng rau tới ngày cuối cùng tối lại đi về cực lạc. Còn đại lão Hòa Thượng Tịnh Không thì có suy yếu già. Quý vị coi, nếu nhìn hình thức thì chúng ta thấy không bằng đại lão Hòa Thượng Hải Hiền. Nhưng nếu nói về cái chuyện ngài phô diễn thì tâm này quý vị biết là tâm Phật. Bao nhiêu chục năm với danh tiếng của ngài mà ngài đưa đại lão Hòa Thượng Hải Hiền lên, hoàn toàn đưa lên và hạ ngài xuống hoàn toàn luôn. Và đến khi ngài giảng sanh cũng hoàn toàn hạ xuống luôn, nâng đại lão Hòa Thượng Hải Hiền lên luôn. Chúng ta là người niệm Phật phải hoàn toàn nhận thức chỗ này.
hoàn toàn nhận thức chỗ này thì quý vị mới thấy đúng là tâm của Phật Bồ Tát vẫn là Phật Bồ Tát, ta là phàm phu vẫn là phàm phu, nên phải nhận thức chỗ này. Càng suy nghĩ thì càng đúng là cúi đầu đảnh lễ, có nghĩa là tâm Phật Bồ Tát có thể hy sinh mình làm những việc mà người khác thường là nghĩ ngợi không phải, hy sinh mình để thành tựu người khác. Rõ ràng không cần cái danh tiếng gì để lại cả, chỉ cần một vị như Đại Lão Hòa Thượng Ái Hiền thì hiện là được rồi. Thờ Đại Cận Đại gần sát đây nhất luôn, mà chính lúc Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không còn sống, còn tỉnh táo hoàn toàn tán thán Hòa Thượng Ái Hiền, là lúc này hoàn toàn tỉnh táo vô cục. Trong lúc đó quý vị coi phải công nhận không? Đây là chỗ mà mỗi người chúng ta phải nhận thức để gọi mình gây dựng tín nguyện niệm Phật cho tới cùng. Và khi chúng ta cận tử nghiệp cuộc đời mình đều phải học theo Ngài, hộ niệm thời gian ít gì cũng 24 tiếng. Chăng thật là quá từ bi, nếu như Ngài hộ niệm 12 tiếng vậy thì chúng sanh hộ niệm theo 12 tiếng. Ngài mà còn hộ niệm có 12 tiếng, quý vị niệm chỉ 24 tiếng. Bây giờ Ngài niệm luôn tới giờ này là hơn 24 tiếng. Quá từ bi để cho tất cả người đời sau này niệm càng nhiều càng tốt, niệm càng nhiều càng tốt. Ngài thì có thể sanh tử tự tại, nhưng mà phải dạy cho chúng ta một bài pháp, quý vị không làm được điều đó. Ngài khi cuối cuộc đời còn thể hiện già, bệnh và chết. Như vậy thì mỗi một con người chúng ta cũng phải cố gắng nỗ lực niệm Phật tu hành, đúng không? Và nhắc chúng ta là nên học theo Đại Lão Hòa Thượng Ái Hiền. Quý vị coi cái tấm gương Hòa Thượng Ái Hiền làm cái gì? Có giảng kinh thuyết pháp không? Không. Ngài không biết chữ. Ngài làm gì? Làm ruộng, làm rẫy, đào đất, trồng phai. Mà cái thời đại này quý vị coi con người ta bận biểu cái gì? Bận biểu tay chân, làm việc tay chân, làm việc đầu óc, làm việc rất là nhiều, đúng không? Như vậy thì chỉ học Hòa Thượng Ái Hiền là quá phù hợp. Thì vì coi cái người bây giờ giảng kinh thuyết pháp bị kiếp được bao nhiêu người, thì nói cái tiếng giảng pháp thì nó giảng nhiều đó, nhưng mấy người có thể gọi là thật sự thâm nhập kinh giáo để giảng đúng như lời Đức Phật đã chỉ điểm chúng ta thờ một pháp niệm Phật thành tựu, bị coi kiếm được mấy người. Nên cái việc mà tìm ra một người như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh thuyết pháp thì bị tìm không ra. Khi Ngài mất đi thì chúng ta từ bây giờ cho đến khi giáo pháp diệt tận, chúng ta cũng khó tìm ra được một người như vậy. Không biết có xuất hiện hay không, mình không biết, nhưng mà khó thế nào tìm ra được một vị thầy khả kính, một vị tu hành như Ngài. Nhưng Ngài biết rằng đây là một việc cực kỳ khó làm, sau này ít có người làm thôi được như vậy. Nên Ngài chỉ hoàn toàn chúng ta phải học theo Hòa Thượng Ái Hiền. Ngài nói rằng 9.000 năm thờ mặc pháp là tấm gương Hòa Thượng Ái Hiền, là người có thể chỉ dạy chúng ta niệm Phật và thành tựu. Nếu học theo tấm gương đó thì vạn người tu, vạn người giảng sanh. Từ khi nghe thầy dạy niệm một câu Phật hiệu thì Đại Lão Hòa Thượng Ái Hiền đã niệm 92 năm. Ngài nói rằng trước chưa tìm ra, sau này cũng khó khi nào mà có xuất hiện. Khó khi nào mà có xuất hiện. Thí dụ những đức từ khi gặp Pháp Môn Tịnh Độ là năm 29 tuổi, và bây giờ niệm Phật cho đến khi những đức bỏ cái thân mạng này, nhưng mình chưa chắc mình sống được tuổi thọ như Ngài. Thì tới khi những đức mất đi, từ khi gặp Tịnh Độ và tới khi mất đi, một câu Phật hiệu chân thật niệm, vậy cũng là đặc biệt rồi quý vị. Nên chân thật phát nguyện phát tâm. Nên khi chúng ta mà niệm Phật rồi, Phật gia hộ cho mình sẽ nhận thức được cái việc làm của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không quá từ bi. Quý vị nghe chỗ này cái nó hưng khởi cái tâm mình liền, nó làm cho mình giống như phá đi cái vầng mây mờ trong tâm của mình, suy nghĩ vu vơ. Quý vị coi kinh giáo Ngài giảng biết bao nhiêu mà nói đều là vì chúng sanh để lại cho họ. Ngài nói rằng như những kinh Hoa Nghiêm, những loại kinh lớn, kinh về tu hành rất là cao, đúng ra Ngài cũng không muốn giảng, nhưng mà phải giảng để cho người sau này
muốn nghiên cứu, muốn nghe để mà kinh giáo của Phật còn tồn tại thì Ngài phải giảng. Quá từ bi không? Ngài vẫn biết rằng là một câu Phật hiệu là thành tựu rồi, nhưng Ngài có đủ năng lực để giảng những kinh giáo khác. Ngài giảng để lại cho người sau này coi theo đó để làm cái dữ liệu để mà học tập. Có những người ta có duyên thì sao? Nhưng Ngài gầy dựng ngay chỗ Tịnh Độ Kinh, Ngài giảng Kinh Vô Lượng Thọ thì Ngài giảng rất nhiều. Chú giải Vô Lượng Thọ của Ngài Hoàng Niệm Tổ, Ngài giảng rất nhiều. Thì quý vị biết rằng tâm đại từ Ngài, đại bi của Ngài cỡ nào. Có nghĩa là tịnh độ niệm Phật là chánh hạnh. Còn nếu như có những người người ta thích nghiên cứu này kia, đó là trợ duyên thôi. Còn thờ mạt pháp, chánh hạnh, niệm Phật là thành tựu chắc chắn 100%. Và khi cuối cuộc đời của Ngài là hộ niệm, niệm Phật cho Ngài gì, thì chúng ta ai là người mà không cần hộ niệm? Ấn Tổ Ngài cũng nói rằng cái việc hộ niệm cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Mà những đức nuôi người già, những đức cũng thấy rõ ràng việc hộ niệm cực kỳ quan trọng đối với tất cả mỗi một con người chúng ta. Niệm Phật dù là công phu có đạt cỡ nào cũng cần phải hộ niệm. Thì coi Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, cái nhân duyên phước báo tu hành của Ngài cỡ nào chưa? Mà cuối cuộc đời người ta còn hộ niệm đưa tiễn Ngài như vậy. Chúng ta là ai mà không niệm Phật đưa tiễn mình? Mình mà không niệm Phật là mình tiêu liền, chứ bị biết. Phải nhớ. Như vậy thì cái việc trong chùa mình mà khi niệm Phật đưa các cụ đi 24 tiếng quá tuyệt vời rồi. Và một câu Phật hiệu niệm thì quý vị đây là xác thực 100% mà còn gì nữa quý vị. Bây giờ khắp nơi hàm Phật tử coi rõ ràng, phải từ khi hôm qua ngày giảng sanh và tới bây giờ phải chỉ có một câu Phật hiệu không? Có thêm gì không? Không thêm gì cả. Quý vị khỏi cần lý luận gì dòng do nữa, rõ ràng là còn gì đó. Nên chúng ta phải có lòng tin đối với tịnh độ cho cực kỳ sâu. Lòng tin phải cực kỳ sâu sắc. Nên tất cả những người có duyên niệm Phật, có duyên đem tịnh độ giới thiệu cho người ta niệm Phật, nên khuyên người ta gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Cả đời cứ khuyên như vậy. Đừng bao giờ thối tâm. Dù cho vài ba người nghe, nhưng đừng bao giờ thối tâm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư chúng ta. Khi Ngài chứng quả đến vườn nai đầu tiên Ngài giảng pháp chỉ có đúng 6 người. Chúng ta bây giờ còi còi đi chăng nữa cũng được 7-80 người, 5-60 người. Như vậy thì cũng quá đặc biệt rồi. Tại sao chúng ta không kiên nhẫn? Phải kiên nhẫn, chân thật mà làm. Trong kinh giáo Phật nói rằng nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, mà nhẫn lớn thành tựu lớn. Không nhẫn không thành tựu. Tất cả các việc gì muốn thành công đều từ chữ nhẫn mới thành công. Nhớ nghe quý vị. Nên chùa chúng ta hướng dẫn một câu A Di Phật niệm đến cùng. Buổi chiều thì quyết chí một đời vãng sanh cực lạc. Quá quý vị coi phải là Phật gia hộ cho mình học hai cái đề tài này không? Tín nguyện trì danh là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Phát nguyện cầu sanh cực lạc là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá, đúng không? Hai cái đề này học cả đời. Hôm qua những đức gặp một cái chú này. Ông gặp những đức nói một câu rất là hay. Ông nói nè: tôi biết thầy 5 năm về trước, tôi ngồi nghe thầy chia sẻ Phật pháp cũng tại Tổ Đình Hộ Pháp luôn, lúc đó cũng cộng tu chủ nhật. Tôi ngồi nghe thầy giảng, từng nào tôi cũng đến tôi nghe thầy giảng chí phiên niệm Phật, cứ nói niệm Phật, thầy nói quá trời luôn. Tôi về tôi cũng niệm Phật, tôi niệm trong nửa năm tôi thấy vô vị, không có cảm giác gì. Và tôi đi tìm hiểu và học tập nhiều phương pháp lắm, và tôi không có đến ngày chủ nhật nghe thầy giảng nữa. Và tôi đi một vòng, tôi học tập, tôi học rất nhiều thứ, cuối cùng vẫn là vô vị. Và tôi thấy tôi không có phần gì hết. Và cả tháng nay tôi trở về đây để cộng tu, mỗi tuần chủ nhật ngày lễ thì tôi cũng tiếp tục nghe thầy chia sẻ Phật pháp. Thầy cũng nói không khác gì ngày xưa, nhưng chỉ có hành động chia sẻ Phật pháp, hình tướng thì thấy lão liền hơn ngày xưa nhiều. Còn ngoài ra văn tự thì không khác gì ngày xưa, thầy cũng phiên niệm Phật. Thì trong lòng tôi nói rằng ông thầy này đúng là kiên nhẫn. Mình chỉ trong vòng nửa năm thôi là mình đã cảm thấy nản lòng, không có hương vị gì hết. Mình đã đi tìm tòi học tập tùm lum, tu, thiền, trì chú, đủ thứ hết. Cuối cùng mình thấy rằng mình càng không có phần, thấy vô cùng khó khăn.
Cuối cùng thì mình quay lại, thì học tập tiếp tục, thì cũng tiếp tục nghe ông nói niệm Phật. Thầy cũng tiếp tục niệm Phật, thầy cũng là người bình thường niệm Phật, không đi đâu luôn. Thì con thấy rõ ràng thầy đúng là kiên nhẫn thiệt. Vì sao thầy làm được như vậy? Những đức nói rằng là nếm được hương vị niệm Phật thì sẽ không bỏ câu Phật hiệu. Ấn Tổ nghe nói rằng niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. Phải nhớ cái câu lâu dài. Chúng ta học một cái nghề bình thường mà còn mấy năm chờ mới ra nghề, không chỉ cái việc niệm Phật làm Phật mà nửa năm là muốn có cảm giác. Phải chân thật toàn tâm toàn ý mà niệm, niệm cả đời. Và Thượng Ấy Hiền thể hiện niệm bao nhiêu thời gian? 92 năm. Tại sao chúng ta không nhận thức? Nên con đường này cần đi kiên nhẫn. Nên tất cả các huynh đệ còn trẻ niệm Phật, chia sẻ Phật pháp phi người niệm Phật, nên chân thật đi con đường này đi cả đời, đừng nên bỏ cuộc. Cả đời mà làm, đừng nên bỏ cuộc. Hà Phật tử như Đức khuyên quý vị, chúng ta cùng tu học cả đời, tu học ai bỏ cuộc kệ, đi một vòng cuối cùng cũng quay lại, nhìn lại mình vẫn là như vậy. Cái chú đó ông nói rằng bây giờ thầy còn hơn ngày xưa, cảnh giới xuất hiện còn dữ hơn ngày xưa, nhân duyên chúng sanh về còn đông hơn ngày xưa. Con đi một vòng 5 năm con không có được gì cả, thầy kiên trì 5 năm tiếp tục càng thành công, càng phát triển, tâm lượng càng mở rộng, con người càng vui vẻ, sống hòa nhập được cảnh duyên nhưng vẫn tu được. Rõ ràng quý vị phải nhớ rằng sống trong cuộc đời này dù gặp bao nhiêu sự trở ngại trên con đường tu, người đố kỵ, người nói gì, bất cứ tai tiếng gì, quý vị cứ duy trì niệm Phật tới cùng. Vì sống trong cuộc đời này quý vị làm đúng thì cũng có người chăm chích, quý vị làm sai thì cũng có người chăm chích. Đúng sai thì cũng có người chăm chích hết, phải nhớ. Nên sống trong cái cuộc đời này quý vị phải nhớ rằng có những việc dù là chính cặp mắt mình có thấy rõ ràng đi chăng nữa, nhưng sự việc của nó cũng chưa chắc là như vậy như cặp mắt chúng ta thấy, không chỉ là nghe. Nên chúng ta mỗi ngày niệm A Di Đà Phật, nghe A Di Đà Phật là hay nhất. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi chuyện gia đình, mình chỉ nghe qua việc này việc kia về chồng, vợ, con, cháu, quý vị nên xác thực rõ ràng, chứ đừng bao giờ chỉ có nghe, phải nhớ. Nên người niệm Phật, người tu phải gây dựng được tín nguyện niệm Phật cực kỳ mạnh. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài chia sẻ Phật pháp quý vị chân thật nghe, chân thật làm theo lợi ích cực kỳ lớn. Chính những đức nghe ngài làm theo lợi ích lớn vô cùng. Rất là cảm ơn ngài, chỉ biết chân thật cố gắng niệm Phật để trả ơn cho ngài. Dù mình là phàm phu còn sai nhưng chân thật niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật và chân thật nhiệt tình hướng dẫn người ta niệm Phật, làm hết với khả năng mình. Ai nghe cũng được, ai không nghe cũng được, mặc kệ. Chúng ta mỗi ngày nhắc nhở để mình cố gắng niệm Phật, vậy là được. Nên những điều chia sẻ này quý vị nên nhận thức, để cả đời chúng ta gây dựng tín nguyện niệm Phật cho tới cùng. Pháp môn tịnh độ này phải nhớ rằng hiện đời tu, hiện đời vui, hiện đời lợi ích, cuối đời giảng sanh. Phải luôn luôn có một cái tâm tin tưởng như vậy thì chắc chắn là tu có kết quả. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi và tất cả những người trong chùa chúng ta, ai cũng là người siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật. Gặp được một đạo tràng niệm Phật như vậy, chúng ta nên trân quý, nhiệt tình mà tu, nhiệt tình niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, bắt niệm Phật để bên mình xuyên suốt. Chúng ta bấm số niệm Phật, việc làm này chân thật làm cả đời, khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.